Xin chào tất cả mọi người ơi. Ngày hôm nay mình sắp lấy 10 tuổi rồi. Và ngày hôm nay mình chuẩn bị đi sắm đồ để đón sinh nhật lần thứ 10 của mình nha. Wow, khi vào sinh nhật thì mình sẽ ăn uống thật to để cho có sức khỏe. Ăn quả dâu này vào nó ngon ơi là ngon luôn mọi người ơi. Mọi người muốn thưởng thức quả dâu không? Nếu mà mọi người ăn không được thôi thì để mình ăn dùng cho tất cả mọi người nha. Và bây giờ mình sẽ đi mua một loại thuốc thần kỳ để có thể giúp mình nhanh ăn trọng lớn nha. Trên bàn này là một chai nước màu xanh có hình chữ mắt. Có thể cho mình uống vào cái là mình sẽ nhanh lớn lắm. Đó, bây giờ mình đã đói bụng rồi nên mình sẽ uống cái chai màu xanh có chữ mắt này để có thể giúp mình nhanh lớn nha. Bây giờ mình chỉ cần uống thêm một chai nữa thôi là mình sẽ được sinh nhật 10 tuổi. Mình sinh nhật 10 tuổi rồi, bây giờ mình sẽ đi sắm áo quần nha. Mọi người đã nhìn thấy chưa, sinh nhật lần thứ 10 tuổi là mình có một bộ áo quần rất là đẹp luôn và có một cái mũ mổ gì ta, mổ đấy là chết là phi thuyền đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video clip này và mọi người sẽ đón clip tiếp theo của mình nha. Và clip tiếp theo mình sẽ làm nhiều chủ đề hay hơn nữa. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ mình nha.